Nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền trên một con web. Con web này là chạy quảng cáo giống hệt là như là marketing như thế anh chị. Rồi đầu thì anh chị vào rồi link của em đăng ký thì mở ra giao diện gì anh chị đăng ký xong thì được 10 10 đô anh chị. Nè, kiếm 150 đô la mỗi ngày nè anh chị. Này, con web này là cũng có một người bạn giới thiệu cho em rồi nhưng mà em không chơi. Nay em thấy cái ông anh của em á chơi có 4 bữa mà được 400 đô gì đó. Nay em làm clip hướng dẫn anh chị luôn. Rồi. Nay mình đi giao diện anh chị nè, sức chi thường xuyên tiền thưởng hàng ngày anh chị. Rồi, không cần quằn nữa, em sẽ vô hướng dẫn anh chị đăng ký luôn. Rồi, có một đăng ký ngay nè anh chị bấm vào. Rồi, đầu tiên anh chị ghi là first name, last name, email, password và xác nhận password anh chị. Rồi sau khi anh chị ghi đầu tiên là tên họ anh chị, rồi anh chị bấm vào nút đăng ký ngay. Creator account đi đến tài khoản trang cá nhân của bạn. Rồi như vậy là em đã đăng ký thành công anh chị. Rồi anh chị bấm vào nút màu đỏ tiếp theo đi đến trang cá nhân của bạn. Rồi, vậy là em đã có một tài khoản rồi. Rồi, anh chị bấm vào ba dấu gạch đây nè. Nè, sau khi anh chị đăng ký thì anh chị được 10 đô luôn anh chị. Rồi, anh chị click vào cái phần ba dấu gạch bên đây nè. Rồi, sau khi vậy anh chị nhấp vào ba dấu gạch nè. Ở trên cùng nè. Anh chị bấm vào một chủ yếu nè anh chị, một đầu tiên anh chị. Rồi, mình làm nhiệm vụ anh chị. Rồi anh chị lướt xuống nè, lướt xuống đây có 10 cái offer nè anh chị. Là mỗi cái offer là mình chạy quảng cáo như là marketing như anh chị, là mình được 2 đô mấy à. Trong vòng một cái nhạc để em vô thử một offer rồi. Rồi rồi anh chị lướt xuống, rồi anh chị bấm continue anh chị, continue. Không anh chị ơi, em lộn rồi. Anh chị phải điền cái mail của mình tên đầu tiên và họ anh chị. Rồi mình mới giới tính nè. Tuổi tác giới tính là mình mới làm nhiệm vụ được anh chị. Đây để không mất thời gian em sẽ cắt cái phần này. Rồi anh chị, sau khi anh chị điền mail tên tên đầu tiên họ rồi, anh chị bấm vào nút tiếp tục anh chị. Nó tự động nó sẽ chạy. Nên anh chị, nó chạy cái phần này nè anh chị. Chừng nào nó xong là mình được hai đô mấy anh chị. Rồi anh chị cứ tiếp tục vào mà làm nhiệm vụ anh chị, chờ để em chờ. Rồi xong khi sau khi xong anh chị bấm vào continue. Rồi anh chị bấm vào confirm. Như vậy là mình đã xong một nhiệm vụ anh chị, là mình được 2 đô mấy đó, sẽ nó cập nhật cho anh chị vào 24 tiếng đồng hồ vào ngày mai. Rồi đây anh chị bấm vào cái phần tiếp tục muốn cúp tiền phải không, anh chị bấm vào phần ba dấu gạch đây nè. Rồi anh chị muốn thanh toán anh chị vô cái phần mục thứ hai nè, mục thanh toán anh chị. Rồi anh chị thiết lập cái mục thanh toán nha. Nè, rồi anh chị bấm vào mục thiết lập thanh toán nè. Rồi để cho nó chạy nha. Rồi anh chị nhấp vào cái mục phương thức thanh toán nè anh chị. PayPal, Paysa, Bitcoin, EQ, trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng nè anh chị. Rồi anh chị vào mà ép cái thẻ PayPal của anh chị vào. Mình rút nó là 120 đô vào ngày 28 hàng tháng anh chị. Rồi anh chị muốn nâng cấp lên MG, anh chị bấm vào cái mục giới thiệu nè. Rồi anh chị sau chép cái copy cái đường link này nè, rồi anh chị chia sẻ cho bạn bè anh chị. Mỗi người giới thiệu anh chị được 0,5 đô anh chị, rồi anh chị sẽ nhận được lợi nhuận 30% của số tiền của cái người bạn bạn giới thiệu được anh chị. Rồi đầu tiên rồi anh chị ra cái phần
Rồi, vậy con quét này là phương thức thanh toán vào ngày 28 và ngày 30 hàng tháng anh chị. Rồi, vậy video của em đến đây cũng, con này thì cũng có nhiều à. Cái gì vậy, các anh chị copy đường link chia sẻ và giới thiệu, chia sẻ cho bạn bè và chạy quảng cáo marketing gì đó. Rồi, con quét này cũng có nhiều đi thôi. Vậy chúc anh chị kiếm thật là nhiều tiền trên một con quét này anh chị. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký và like ủng hộ giúp em, em sẽ cập nhật những con quét tiếp theo anh chị. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị nha.